cà phê bà con ta từ nam phụ lão ấu ai cũng biết cà phê hết rồi bà con, bởi vì cà phê nó làm rất tốt cho những người uống là buổi sáng giao lưu với bạn bè quen biết, nó làm cho tỉnh ngủ sảng khoái minh mẫn, chuẩn bị cho một công việc hàng ngày rất là tốt. Thường thường vậy là những người uống cà phê để dinh dưỡng thì uống cà phê, để nó tốt cho sức khỏe thì không nên uống khác ngoài giờ, từ 11 giờ đến 13 giờ, từ 13 giờ đến 11 giờ, người nam một ngày không quá 4 ly, nữ không quá 2 ly một ngày thì được tốt, giảm mỡ bụng, béo phì, ăn kiêng của người đang cần ăn, nó kéo dài tuổi thọ. Nếu quá nam 4 ly, nữ 2 ly thì nó gây ra bồn chồn, khó chịu, khó ngủ, mất ngủ, nghiện, làm cho tim đập mạnh, đập nhanh, lo lắng, cơ thể bất an, long thể bất an. Cho nên vui lòng chúng ta uống, mà uống cà phê tốt nhất là từ 11 giờ đến 13 giờ hay là 11 giờ đến 14 giờ cũng được. Người nam một ngày không quá 4 ly, nữ không quá 2 ly một ngày. Đó, chứ không phải là uống bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Thì được tốt, nó giảm mỡ bụng, béo phì, ăn kiêng của người đang cần ăn, kéo dài tuổi thọ. Nếu nam quá 4 ly, nữ quá 2 ly thì nó gây ra bồn chồn, khó chịu, khó ngủ, mất ngủ, nó nghiện, tim đập mạnh, làm cho lo lắng, bất an trong người. Cho nên vui lòng đừng uống quá 4 ly, nam nữ đừng quá 2 ly. Như vậy thì bà con vui vẻ. Nhưng mà nếu ta uống để dinh dưỡng cho sức khỏe thì từ 11 giờ đến 14 giờ là được, còn không là từ 11 giờ đến 13 giờ. Chúc bà con đã uống cà phê vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi.